Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua không khí lạnh tràn về mang theo những cơn mưa khiến thời tiết Bắc Bộ đã có sự chuyển biến nhiều. Không còn cảm giác oi bức như mấy ngày vừa qua mà thay vào đó là tiết trời se lạnh. Nhiệt độ đã giảm xuống 5 đến 7 độ so với 24 giờ trước. Cao nhất trưa chiều nay ở phía Đông Bắc chỉ từ 22 cho đến 24 độ. Các tỉnh Tây Bắc không quá 28 độ. Từ trưa chiều nay, hầu khắp Bắc Bộ sẽ tạnh ráo, trời chuyển rét khô. Nhiệt độ tiếp tục giảm với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 18 cho đến 21 độ. Vùng núi Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 cho đến 18 độ. Đêm qua và sáng sớm nay, thủ đô Hà Nội cũng xảy ra mưa rông kèm gió mạnh. Nhờ đó mà nhiệt độ cũng giảm mạnh, trời mát mẻ hẳn. Trưa chiều nay trời tạnh ráo có nắng, mức nhiệt cao nhất hôm nay khoảng 23 độ. Về tối và đêm mức nhiệt giảm xuống, thấp nhất chỉ từ 19 cho đến 20 độ, trời rét nhẹ. Với các tỉnh Trung Bộ, không khí lạnh cũng gây mưa rông cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo hôm nay và ngày mai mùng 2 tháng 5, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 cho đến 150mm, có nơi trên 180mm. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, lượng mưa ước đạt từ 70 cho đến 100mm, có nơi trên 120mm. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh, nên hôm nay mưa dông có xu hướng tăng hơn những ngày trước. Mưa sẽ còn xảy ra đến hết ngày mai. Do có mưa nên biên độ nhiệt ngày đêm hôm nay tại thành phố cũng giảm nhẹ, chỉ từ 25 cho đến 28 độ, thời tiết mát mẻ. Mưa dông cũng là cảnh báo ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay và cả ngày mai. Cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối, với lượng mưa từ 30 cho đến 60mm trong 24 giờ, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay mưa dông xuất hiện nhiều vào thời điểm từ sau 16 giờ chiều. Cục bộ có điểm mưa lượng lớn kèm theo dông sét và gió mạnh. Còn trong ngày trời vẫn có những khoảng tạnh ráo và nhiều mây. Biên độ nhiệt dao động từ 26 cho đến 31 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.